Hello, mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm tàu hũ chén rất là đơn giản và dễ làm. Các bạn có thể làm cho người thân và gia đình thưởng thức trong những ngày mùa hè nóng nóng bức nha các bạn. Thì để làm cái tàu hũ chén này thì mình gồm có các nguyên liệu sau: 1 lít sữa đậu nành mua ở các tiệm, 12 gram bột gelatin của mình á, thì nó là lá nên không sao hết, bột hoặc lá đều không sao hết. Các bạn chỉ lấy 12 gram là đủ rồi. 75 ml nước sôi. Một bó lá dứa. Thì giờ trước tiên mình muốn làm tàu hũ chén á, thì các cái bột á, thì các bạn khỏi cần phải làm qua, nhưng mà mình nó là bằng lá, nó rất là cứng, bởi vậy mình sẽ lấy cái nước sôi này mình ngâm cho cái lá gelatin này nó mềm ra nha các bạn, rồi mình bỏ vô sữa sau. Đây là cái lá 12 gram lá gelatin mình đã cho vô 75 ml nước sôi để cho nó mềm ra rồi đây. Bây giờ mình sẽ đem sữa đậu nành này mình đem nấu nha các bạn. Đây, 1 lít sữa đậu nành mình đã cho vô cái nồi rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ bật lửa lên để mình nấu cho nó nóng lên nha. Mình cho bó lá dứa của mình vô luôn rồi đó, các bạn thấy không? Rồi mình sẽ làm nóng sữa lên, nhưng mà không cần để sôi nha các bạn. Các bạn không cần phải để sôi. Các bạn chỉ cần làm cho nó nóng lên để cho cái gelatin nó tan ở trong sữa là được rồi. Mình sẽ nấu cho nó nóng lên, nó sôi, nó lên khói, lên hơi nóng. Mình thấy hơi nóng nó lên là mình được rồi. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem là nó nóng thế nào. Bây giờ mình chờ sữa nóng lên nha các bạn. Mình đứng mình quậy cho nó nóng sữa lên. Rồi mình bỏ cái bột gelatin hoặc là cái lá gelatin vô ha. Cái sữa của mình nó bắt đầu nóng rồi nè các bạn. Cái sữa mình nó đã lên hơi nóng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái gelatin mình cho nó vô đây nha. Mình lấy 75 ml nước này mình cho vô luôn nha các bạn. Cho cái sữa đậu nành nó với cái nước này nó đều ra rồi. Mình quậy cho nó tan gelatin ra là mình tắt được rồi. Hạ lửa nhỏ xuống chút. Mình cho thêm 75 ml nước sôi hồi nãy mình ngâm gelatin đó để cho cái tàu hũ chén của mình nó vừa ăn nó mềm mại đó nha các bạn ha. Giờ mình tắt bếp luôn nha, không cần để sôi đâu. Mình tắt bếp mình tắt bếp luôn. Mình kiểm tra coi cái gelatin của mình nó tan ra hết chưa? Tan ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ đổ ra một cái thố. Mình chờ cho nó nguội. Cái sữa đậu nành hồi nãy mình nấu nó đã xong rồi các bạn ha. Rồi mình sẽ lược qua sơ cho cái sữa của mình nó sạch, nó không có những cái bợn. Rồi mình cho nó vô một cái thố như vậy.
Rồi các bạn sẽ chờ cho cái sữa này nó thiệt là nguội hẳn, rồi các bạn cho vô tủ lạnh nha. Cho vô tủ lạnh để qua một đêm. Thì hôm sau cái sữa này nó sẽ đặc lại thành tàu hũ chén là mình có thể dùng là được rồi. Bây giờ mình sẽ đem sữa này để cho nó nguội rồi mình cho vô tủ lạnh ha. Để ăn với tàu hũ thì mình cần phải có nước đường. Thì cái nước đường này á, thì mình làm là 300 g đường với lại 250 g nước sôi. Bây giờ mình cho nước sôi này với đường vô để mình nấu nha các bạn. Để nấu với nước đường này á, là mình cần phải có một củ gừng nữa nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ cho cái đường này nó tan ra hết đi rồi mình cho cái gừng này vô mình nấu cho nó cái nước đường này nó đặc keo lại lại ha. Bây giờ mình sẽ quậy nó làm cho nó tan cái đường ra. Tàu hũ chén thì mình ăn với đường nâu nó nhìn nó đẹp mà nó ngon hơn hết các bạn hả? Mình sẽ chờ cho cái đường này nó tan hết ra rồi mình bỏ cái gừng vô ha các bạn ha. Đường của mình nó đã tan hết rồi nè các bạn, giờ mình cho đường vô cho cái gừng vô ha. Cho gừng vô. Nó sôi lên là mình sẽ để lửa lửa nó nhỏ lại, nó vừa thôi chứ không đừng có nhỏ quá cho cái đường này nó keo lại, nó cô đặc lại một ăn nó thì nó ngon hơn. Cho cái gừng này nó thấm cái đường luôn nè. Chút nữa mình ăn tàu hũ chung với cái gừng này cũng ngon lắm, cũng ngon. Mình lỡ dặn lửa nhỏ lại ha, rồi chờ nó cho nó keo lại, nó sắc đường xuống. Mình nấu nửa nhỏ nhỏ vậy thì cái đường nó ngon hơn. Chút nữa mình sẽ có đường để ăn tàu hũ rồi ha. Tàu hũ của mình đã làm xong rồi nè các bạn. Mình để trong tủ lạnh qua một đêm. Tàu hũ nó đã đặc lại. Nhìn rất là ngon. Rất là thơm mùi lá dứa, rất là mềm mại. Nước đường mình cũng đã làm xong, kèm theo nước cốt dừa. Nhà mình ăn tàu hũ chén rất là thích nước cốt dừa. Có những bạn không muốn ăn chung với nước cốt dừa thì không sao hết. Các bạn thích thì bỏ thêm nước cốt dừa, còn không thích thì ăn với nước đường thôi là cũng ngon rồi. Vậy giờ mình sẽ múc tàu hũ qua chén để mình thử xem tàu hũ của mình làm nó như thế nào ha. Mình đã múc qua chén cho các bạn xem nè. Nhìn nó rất là mịn, mềm. Đây, mình múc cho các bạn xem nha. Okay. Mềm lắm các bạn. Nhìn ngon lắm các bạn ơi.
Giờ mình sẽ cho đường vô nha, cho đường vô để mình thử. Mình cho nước cốt dừa vô nữa. Mình thích ăn béo, tàu hũ ăn béo nó ngon. Rồi, mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Nhìn ngon quá các bạn, nhìn ngon quá. Mềm nè, ngon quá. Một với miếng nước dừa. Mềm lắm các bạn ơi, mềm mà thơm, ngon. Béo của nước cốt dừa. Thơm của mùi gừng với lá dứa. Mình ăn chung với miếng gừng, mình thích ăn chung với gừng lắm. Ngon quá các bạn ơi, ngon quá. Tàu hũ này làm bằng gelatin, bởi vậy là mình chỉ có ăn lạnh thôi nha các bạn. Mùa hè nóng nóng nực, mình làm tàu hũ lạnh này mình ăn rất là mát, rất là ngon. Chúc các bạn thành công với cái cách làm của mình. Mình mong rằng với cái cách làm này, các bạn sẽ làm cho người thân và gia đình thưởng thức tàu hũ chén lạnh để ăn trong những ngày trời nóng bức. Mình xin dừng tại đây nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn với clip sau nha. Chào các bạn. Bye bye.